Sau mình thời gian nghỉ ngơi một tí thì bây giờ rồi mình sẽ vô lại để tập bài ha. Bắt đầu đi vô tập bài rồi nè. Sao khó không? Rồi. Điện thoại đâu? Bật lên. Chơi. Đây mà. Đó là cái beat đó ha. Ừ. Chơi cái beat này đó. Là phối đó. Tập với cái beat đó. Giữ hơi đều, đừng có để trên đây đây. Đừng có để nốt to nốt nhỏ. Để đắt được. Để đắt được. Ừ. Được chưa? Bây giờ mình vô tập bài. Được chưa vậy? Rồi đó bấm đi. Rồi. Bấm play đi. Đó. Đó. Là có mấy giây đầu. Đứng đây này. Đúng rồi. Thì đứng trước cái loa nó bị hú. Này mọi người sẽ được nghe cái beat phối lại ha. Từ hôm
dòng sông gió mình quên được không những điều đã bao giờ qua, quên được những sớm mùa đông, những ra ngày xưa ra về, quên được không những điều ta chưa bao giờ, quên được không những điều thời chưa. Căng. Biết cái khúc sao mà dồn lên là căng. Bể một con ra con bị cái lỗi như vậy này. Con bị cái lỗi này này. Trôi theo cơn mơ. Ta ta đi da đi da da. Trôi theo cơn mơ. Trôi theo cơn mơ. Con hát từ đầu con ra thầy. Hát từ đầu đi, hai từ đầu nha, hai ba. Cơn mưa đêm nhẹ như gió. Trong cơn mưa đêm này, hai ba. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió, trôi qua cơn mơ và muối lãng dần. Những điều tôi chỉ nói với em, ôm chia tay cây vừa chuột lá, ôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Thì lên đi đêm qua yêu, cho theo cơn mơ bờ sông trôi chảy, cho theo cơn mơ nhẹ nhàng. Tức là cái chữ trang con đơn dài quá, con bớt cái chữ trang lại cái này hai. Cho theo cơn mơ bờ sông trôi chảy, cho theo cơn mơ niềm đau ra thầm. Sao phải vậy? Mà là nó trào ra cái cảm xúc á. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xua sóng. Tức là cái này thầy nói con hiểu. Tức là khi mình diễn kịch á, là cái nội của ta mới trong á. Cái là không phải cái to này là cái to của cái miệng đâu, mà là ở bên trong ấy. Ừ. Ví dụ như khi người ta tức giận ấy, không nhất thiết người ta phải la mắng hay chửi đâu, mà nhiều khi chỉ có đôi mắt thôi. Thằng con đi đánh bài về nhà mang giấy tờ nhà đi cầm cho xã hội đen, ông cha thì bị huyết áp về nghe, ông đâu có la được mà đôi mắt ông trợn trừng lên. Đúng là không? Tôi đánh cha mày đúng không? Nhưng mà ông nói không được. Ông trào máu ra. Ông xỉu. Hiểu không? Thì đôi khi những cái nỗi tức giận không nhất thiết phải lan toáng lên. Và kể cả khi mình đau buồn. Cho nên là cái chỗ mà bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xa sông trào. Bây giờ em biết vì sao ngập nhau biển sâu sông trào, ngồi nghe chiều im gió lặng. Đúng rồi đó. Giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế. Buồn kia còn trong giang ngoài, tiếng đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Thì biểu có to thì có to nhỏ, nhưng mà bên trong con không có gì. Giống như diễn kịch mà chỉ có cái bên ngoài cường điệu, nhưng bên trong nội tâm không có gì là không đúng. Thật sự mà nói là người ca sĩ, người ta hát bằng trái tim, bằng tâm hồn là thật đấy. Tất cả đều là thật. Thế cái đoạn sau nhá, cái đoạn phim nhá, thì con cũng không được gồng. Thầy dạy con được gồng mà lúc đấy con lại gồng. Đa đi đa đa đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa ra về. Rất là thiết tha chứ không phải là nó tống mạnh như vậy, không cầm. Cái chữ xá mà mình bắt lên trên vậy nó có quá quan trọng của Phúc không? Pha. Pha, đó là nếu nó thả lỏng nó lên được hết. Nó lên được mà. Nhưng mà lúc nãy nó lên á là nó lên bằng gồng. Như là thầy bây giờ thầy là muốn nó lên mà lên bằng sự thả lỏng. Người xưa ra về. Bây giờ nha, bây giờ hát cái đoạn sau, cái đoạn mà tu ti nó dùng thiên đường đấy. Đó, bắt đầu tu thấy. Bắt đầu 2, 3. Thiên đường đang khép nguồn cơn, từ hôm dòng sông rú mình. Đúng rồi, thả lỏng ra. Thương những điều đã bao giờ qua. Nếu đến đó mà con tống mạnh quá nhỉ, dùng hơi tống quá mạnh nhỉ, bao giờ là sai, nó sẽ phô lắm ạ. Không được tống quá mạnh như vừa rồi đâu. Bao giờ qua. Nó vừa thôi, không được bao giờ tống như mạnh ai nhá. 2, 3. Yên đường đang khép nguồn cơn, từ hôm dòng sông rú lên trên mặt nó sẽ lên được, giữ chắc cái bột. Nhìn ra ngày xưa, câu đó. Câu đó là gì? Đúng rồi đó. Nhìn ra ngày xưa ra về. Nhìn ra ngày xưa, 2, 3. Nhìn ra ngày xưa ra về. Đấy, cái đấy mới đẹp. Cái đấy đẹp hơn 1 tỷ là cái kia là bạo lực. Cái gì? cái đẹp hơn 1 tỷ là nó. 2, 3. Nhìn ra ngày xưa ra về. Nó nhớ cái cảm giác đó luôn nha, tức là hát nốt cao là phải là cái cảm giác cái đó. Cảm giác đó, cái cảm giác vừa rồi con làm rất tốt luôn. Thì con phải nhớ khi không có thầy thì con cũng phải làm như thế chứ. Chứ đâu phải là con luyện ở đây thì con làm vậy, đến khi không rời thầy ra thì con quên cái cảm, nó là cảm giác, con hiểu không? Con làm tốt, ok, vậy thôi. Đơn giản chỉ có thế, giữ nguyên cái cảm giác đó. Nó không có gồng. Thầy luyện thanh sao hát vậy? Nhìn ra ngày xưa là nữa, không dùng lực, 2, 3. Nhìn ra ngày xưa ra về. Đấy, nó đẹp biết bao nhiêu. Cái kia còn từ ra kia còn đẩy lần nữa. Ừ, rồi, cái kia con làm sai rồi, thầy dạy. Thầy đâu có dặn con làm như vậy. Ok, Duy ơi, bây giờ thầy phải đi rồi. Dạ, 80 mấy. Rồi, ok. Bọn này có một cái bước tiến mới. Lên đi lên bài. Pha là trong kia mà đúng không? Nó luyện lên pha thăng rồi chứ. Pha thăng chứ. Rồi, ok, tạm biệt mọi người ha. Thử bịt mũi lại. Bịt lại các bạn, hôm nay đã là ngày trường thanh nhạc thứ 9 của Oanh Bo, thứ 8 của Oanh Bo. Đây là tính tới đây là ngày thứ 8. Đã chọn một tháng. Bỏ tay ra, bây giờ cảm giác được chưa? Đừng có mô, đừng xem mình ngàn các bạn. Mô, mà nó sẽ ra đây. Mô, 2, 3. Mô, mà hơi chưa đều lắm, vẫn còn bị lúc mạnh, lúc yếu, giữ cho thật là đều. 2, 3. Mô, mà tuyệt vời. Mô, có cải thiện rất là nhiều. 1, 2, 3. Mô lúc đầu chưa rung. Mô được một đoạn đường rồi lúc đấy biết rung. 2, 3. Mô 2, 3. Mô